Một ông chồng đầu ấy thì biết, các bà biết tôi xấu tôi phải lấy chồng như nào không? Chồng nó đứng có đến vai tôi thôi. Chồng đứng có đến vai tôi thôi. Phải bác ghế mới hôn được tôi. Nhưng vì tôi xấu quá không ai lấy thôi, tôi phải đành phải lấy tạm. Tôi đành phải lấy tạm đấy. Đứng có đến đây tôi đây này. Đứng có đúng đến đây tôi để muốn hôn tôi là phải bác vế đây này. Đấy, nhưng mà bây giờ lúc đấy xấu quá thôi đéo có ai lấy cả. Đã bảo là cuộc đời nó may làm sao lấy chồng mà lại lấy ông chồng thấp có đến đây thôi, đứng có đến ngực thế thôi. Chị gần nhà bà ngoại em đấy, thế về sau là thôi cũng lấy nhưng không hợp bỏ, không hợp ở được có một năm bỏ, tức là tôi để ở một năm bỏ đấy, chứ không phải là ngày xưa bảo nhiều đứa nó vào nó ghét mình. Nó ngày xưa con này đi làm gái rồi, ngày xưa con này đi rót bia, thề lúc đấy có đứa mà thuê nó rót bia tốt quá, bởi vì sao mẹ mới thế đổi đời mẹ rồi, thế là khởi nghiệp thành công. Đéo phải đi dọn nhà vệ sinh làm cái gì cả. Các bà biết ngày xưa đi dọn nhà vệ sinh nó khổ như nào không? Cái thời tôi đi dọn nhà vệ sinh nó không phải như bây giờ. Ngày bây giờ công nhân vệ sinh là hơi bị sướng. Nhưng cái thời ngày xưa công nhân vệ sinh như tôi là khổ, là biết tại sao không? Nó mới có cái bồn cầu dội. Bồn ngày xưa là toàn đi phân ở quê, là quê tôi người ta gọi là 9 củ thành 10, là tức là đi xong đổ ro, đúng không? Với cả ra sông. Nhưng mà đi lên Hà Nội thì ngày đấy là người ta lại tiên tiến, người ta có cái bồn cầu, tức là đi vào đấy là xả được nước. Nhưng mà khổ, vào trong bệnh viện thì các mẹ đi vào cả toàn ở quê thôi, toàn dân tộc xuống toàn quê đến chữa bệnh thôi. Ị xong có biết xả nước ở chỗ nào đâu. Nó ị xong đứng lên nó đi. Đây, phải đi vào xả nước cái này. Lương có 450 một tháng thôi. Nhưng vẫn làm, vẫn sướng hơn ở quê. Bởi vì sao? Một ngày làm có 8 tiếng thôi. Một ngày làm có 8 tiếng thôi. Còn ở quê ấy, sáng là dậy từ 4 giờ. Chưa về ăn bát cơm thôi, mùa cấy mắt sưng húp ra hàng cân thịt, phải úp mặt xuống. Mùa gặt thì 2 giờ đêm đã phải dậy đi gặt rồi, mùa cấy thì cấy đến 10 giờ tối. Cho nên là đi làm ở kia úp mặt vào đi xả cứt thôi, nhưng mà cuộc đời vẫn thấy sướng. Bởi vì sao? Sáng là đi 8 giờ mới làm, à sáng là làm từ 6 giờ đến 2 giờ chiều là về rồi, vẫn được chơi lửa ngày, lương được 450 thôi. Nhưng ra đây sẽ có cơ hội. Cơ hội là sao? Tìm được những cái việc khác. Mà cơ hội lúc đấy là chỉ như này này. Thời tôi ở quê ra ấy, các bà hiểu như nào không? Mấy đứa ở quê ra là đứa léo lọng ra đây chỉ có nhăm nhăm với thằng chồng Hà Nội là ổn rồi. Và mình cũng thấy chúng nó ngon, hiểu không? Mình cũng thấy chúng nó ngon. Cho nên là mình cũng, mẹ mày cũng ra, đi dọn nhà vệ sinh cũng được. Làm sao mẹ mày cố làm sao tìm được thằng chồng Hà Nội thôi. Nhưng khổ lắm, mình xấu quá, không đứa nào nó yêu cả. Không đứa nào nó yêu cả. Vẫn phải lấy một ông chồng cùng quê. Lấy ông chồng cùng quê. Đấy. Đúng rồi, lúc đấy chỉ cần kiếm được miếng ăn. Nghĩa là như này này. Mẹ à mày làm ở bệnh viện Bạch Mai, tôi làm ở đấy có hơn tháng thôi. Thì tôi lại được cái như này này. Tôi mồm mép. Tôi làm đấy được hơn tháng. Thì cứ đi mẹ sáng đéo là cũng thế. Ui dồi ôi, các bà không biết đâu. Tối chiều đi làm về là có người trực sáng ra một phát cứt từ ngoài cửa vào đến trong nhà. Mẹ mày đi hót, vẫn phải hót. Đi làm ở viện mà làm nhân viên dọn vệ sinh hay đi hót mà. Đầy ra, thế là làm ở đấy một tháng. Chị ở Bình Lục, làm ở đấy một tháng thì là bắt đầu mình xin. Mình xin thì là mình chuyển lên đội hỗ trợ, thì mình đi công trình. Đi công trình được hơn một tháng thì mình về chuyển về bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô mình làm. Về bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô thì mình sướng, lúc đấy thì sướng lắm. Sướng là bởi vì sao? Lúc đấy về bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô thì là chợ ở cái bệnh viện đấy thì toàn chữa cho những cái cán bộ cao cấp ấy, thì người nhà người ta toàn người có tiền rồi, người ta ý thức. Tức là bồn cầu vào là người ta đi người ta xả, chứ đéo như ở bệnh viện Bạch Mai là toàn chữa cho dân thôi. Dân thì không phải là người ta thiếu ý thức, mà vì cái bồn cầu đó là bồn cầu xả, bố mày đéo biết xả. Vào đéo biết ấn nút xả đâu, bố có ý, bố đứng lên thôi. Mà xô thì lại không có cho tao lấy nước. Thì có xả thôi thì để xô làm gì, thì bố mày cứ ý ra đấy rồi bố mày đi. Thế là đấy, thằng nào trực thì đi vào mà xả nước, vì tao không biết xả. Đấy, em sinh năm 84. Thế là về bệnh viện Việt Xô thì bắt đầu sướng. Sướng thì làm, không, không đi hội thảo nữa. Có đi hội thảo bao giờ đâu. Sướng không phải làm nữa thì lúc đấy sướng hơn. Thì bắt đầu lúc đấy là từ lúc đấy là sướng, gọi là sướng là không phải đi dọn nhà vệ sinh, nhưng vẫn đi phải đi quét đi lau, phải đi quét đi lau đi chùi đi ấy, vẫn phải làm rồi. Cho nên là như này này các bà, nhiều bà cứ bảo là chứ rồi em ở quê ra em khổ lắm, nhà em nghèo lắm, nhà đéo ai chẳng nghèo, nhà tôi ngày xưa nghèo, con chị được ba tháng 20 mấy ngày rồi, nhà ai cũng nghèo hết. Nhưng mình phải cố gắng chứ. Cảm ơn chị Khánh Hà. Nhà ai cũng nghèo, nhưng mình nghèo.
mình không vì thế mà mình bỏ cuộc, mình nghèo phải cố gắng. Nếu như ngày xưa mà tôi đi dọn vệ sinh tôi cũng như các bà đấy thì chào Tổng Cương nha, thì tôi cũng vẫn cứ khổ. Khi tôi đi dọn vệ sinh rồi tôi thấy rằng như này này, tôi đang dọn vệ sinh, lúc ấy tôi sướng rồi, tôi lại làm đội trưởng rồi nhá. Chị làm vệ sinh một tháng 12 triệu với chị Phùng Thị Nga. Ngày xưa em làm có 450 một tháng thôi chị ơi, năm 2003 ấy. Em làm ở công ty Hoàn Mỹ ấy. Lúc đấy em làm được có lương được có mấy ấy thôi. Thì em kể cho các chị nghe. Khi em đang làm ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, lúc đấy em sướng rồi, em làm đội trưởng rồi, em sướng rồi. Em không phải làm nhiều lắm, chỉ đi kiểm tra thôi. Nhưng em nghĩ này này, em bảo là bây giờ mình cứ đi làm công nhân như thế này thì cuộc đời mình đéo bao giờ mới thay đổi được. Bây giờ em đến là những cái đứa làm cùng em nó vẫn đang làm công nhân các chị ạ. Mình mới bảo là bây giờ cuộc đời mình mà mình cứ đi dọn vệ sinh như này thì đéo biết cuộc đời bao giờ nó mới thay đổi. Thế là em bỏ. Em bỏ. Chị làm ở bệnh viện huyện à? Ok chị. Lương 12 triệu bây giờ là ngon rồi. Thế là em mới bỏ. Em bỏ thì ngày đấy mọi người biết ngày đấy em đi làm cái gì đầu tiên không? Không phải em đi bán quần áo luôn đâu. Ngày đấy là em đang làm ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Thì mọi người ngày biết là cái thời điểm đấy là công ty Thiên Sư. Công ty Thiên Sư là người ta bán cái thuốc canxi đấy. Ngày đấy nó bão lắm mọi người ạ. À. Mẹ mày gọi là đa cấp chính hiệu đấy. Ôi dồi ôi, bắt đầu là em đi, em đang làm ở Hữu Nghị Việt Xô thì em có chơi một bộ ông anh. Thế là ông ấy mới mời em đi vào cái công ty Thiên Sư để nghe một lần. Ôi dồi ôi, các chị biết không? Mẹ mày lúc đấy tưởng giàu sổ ấy được ăn được luôn. Nghỉ việc. Nghỉ việc ạ. Đấy đi làm Thiên Sư. Đi làm Thiên Sư thì cũng bán được đâu những mấy trăm đô rồi đấy. Đi bỏ đây đi làm Thiên Sư. Làm Thiên Sư là bởi vì mọi người biết không, được đi một cái buổi mà thuyết trình trên sân khấu. Mẹ mày nghe khóc tu tu ấy. Khóc lắm. Khóc là bởi vì sao? Không, Thiên Minh.